Ừ, trong kinh đức phật có dạy rằng một đệ tử cư sĩ cũng có thể chứng quả dự lưu bằng cách giữ năm giới và phát triển dự lưu phần như sau thành từ bốn pháp này này vô tha vì nữ thánh đệ tử là bậc dự lưu không còn bị thối đọa quý chứng đắc giác ngộ thế nào là bốn ở đây này vô tha vì nữ thánh đệ tử thành tựu lòng tình tính bất động đối với đức phật đây là bậc ứng cúng phật thế tôn vân vân đối với pháp đối với chúng tăng vì này trú ở gia đình tâm thoát hội cấu uế của sang tham bố thí dễ dàng bàn tay rộng mở thích thú từ bỏ đáp ứng điều yêu cầu thích thú chia sẻ vật bố thí này gô tha thành tựu bốn pháp này một nữ thánh đệ tử là vật dự lưu không còn bị thối đọa quyết chứng đắc quả giác ngộ. Câu hỏi của con là về năm giới thì chúng con có thể giữ được. Nhưng còn việc phát triển bốn dự lưu phần thế nào cho đúng à, cho đúng giới đúng pháp mong sư chỉ điểm thêm. Đức mong sư hoàn hỷ để chúng con cùng các bạn đồng môn tục gia theo dõi sư có cơ duyên được chứng quả dự lưu ngay trong đời này kiếp này. quý vị có một cái sự hiểu lầm ờ, đó là đức thế tôn xác nhận một người mà có được những điều này thì họ thì họ là một vị chứng quả dự lưu chứ đức phật không nói rằng thực hiện cái phương pháp thực hiện những cái chuyện này là chứng quả dự lưu À, sư đưa ra một cái ví dụ thôi nó đơn giản như thế này thí à, dụ như cái ngân hàng ngân hàng mà một người đó một người tài khoản ngân hàng của họ mà được một tỷ thì họ sẽ được liệt vào cái danh sách vip của ngân hàng đó em ví dụ thì khi ngân hàng thông báo như vậy có nghĩa là có nghĩa là sao bất kỳ khách hàng nào mà có một tỷ trong ngân hàng thì họ sẽ trở thành khách viết nhưng mà ngân hàng không có nói làm sao để có được một tỷ có gì biết đồng ý là có một tỷ là thành khách viết nhưng làm sao để có được một tỷ là chuyện của mình thành thử cái mà đức thế tôn nói ở đây tức là cái thành tựu nhớ dùm đây là cái thành tựu tức là đây là cái kết quả đây là kết quả mà người đạt được kết quả này thì vì đó là một vị dự lưu chứ không phải là cũng không có nói cách tu tập để được cái đó. cái chuyện này nó khác nhau à, thành thử ở một số nơi một số nơi Họ hiểu nhầm, thành ra là họ có cái sự nỗ lực tu để mình họ gọi là cái phương pháp tu chứng sơ quả. Sư nghe sư rất là nhức đầu. Bởi vì đó là kết quả chứ đấy, đó không phải là cái phương pháp. Quý vị hiểu không? Thí dụ như sư nói, à, một người mà có được cái huy chương vàng á, một người có được huy chương vàng, thì người đó là cái người đem lại vinh dự cho nước nhà nhưng mà còn cái chuyện làm sao để được cái huy chương vàng đó lại là một chuyện khác đấy quý vị nghĩ cái chuyện giữ giới đó của một vị thánh sơ quả nó đơn giản để mà một vị thánh sơ quả tôi nói cái sự thành tựu giới của một vị thánh sơ quả để quý vị thấy là nó không đơn giản chút nào thứ nhất vì này dù có chết vì này cũng không phải nhớ, nhớ mình không được chuyện đó đâu ờ bởi vì phải gặp thử thách mới biết được ừ. hơn nữa nên nhớ rằng cái này một vị bồ tát ấy, trong cái quá trình vung bồi ba la mật vì đó vẫn có những kiếp vì giữ giới vì đó hy, 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 hy sinh tính mạng nhưng vì đó vẫn không phải là sơ quả. Nha. Yeah. À, rồi. Um, nói về cái niềm tin. Ấy, niềm tin của một vị uh, sơ quả nó kinh khủng lắm. Niềm tin của mình. á Mình chỉ tin ở trong kiếp này thôi. Nhưng mà bệnh nè. Ví dụ như là bị điên loạn. Này, hoặc tái sanh qua đời sau kiếp khác. Niềm tin của mình bị mất mà niềm tin của một vị sơ quả sở dĩ nó được gọi là thành tựu sở dĩ nó được gọi là thành tựu bởi vì dù cho vị đó có chết tái sanh ở đời sau kiếp khác vị đó vẫn không quên tam bảo và vị đó vẫn có đức tin nơi tam bảo chuyện đó phàm phu không làm được phàm phu mình tái sanh đó, nó quên sạch nha tái sanh là quên sạch tái sanh là cái giới mình không còn cái đức tin mình không còn nhưng một vị thánh sơ quả dù cho vị đó có tái sanh thì vị đó vẫn còn đức tin trong tâm rồi lại thêm một cái vấn đề kỳ diệu này nữa mà chỉ có vị thánh sơ quả trở lên mới có thể đạt được mà phàm phu không có đó là gì mỗi một lần mà vị thánh sơ quả niệm thì... ý a namo tassa pagavato arahato sambuddhasa cái niềm tin nơi đức Thế Tôn nó đủ khiến cho vị đó hoan hỷ mà không cần ăn uống gì hết. Mình làm được chuyện đó không? Cho nên mới gọi đó là thành tựu nha, đó là thành tựu chứ còn nhiều người họ nói là họ có phương pháp tu chứng sơ quả mà hở tí xíu là nói là họ đạt sơ quả thì sự thấy nó rất là ngại. À, mà sẵn đây thì nó có một cái phương pháp để kiểm chứng một người có phải sơ quả hay không thì nó cũng không có không có đến mức khó. Thứ nhất Cái này phải bản thân vì đó phải thành thật thôi. Ừ. Vì ta suy tưởng về ân đức của Đức Thế Tôn Bằng một cái câu đơn giản Nam Mô Nam Mô Ta Để xem cái hoan hỷ Khả năng hoan hỷ của vị đó đó Có đủ để mà vị đó Không cần phải ăn uống gì nữa không ừ. Đây là một pháp thử đơn giản đương nhiên cái người được cái này là Rất là hiếm ừ. Nhưng mà đây là một cái pháp thử tương đối đơn giản Sự không chắc là cái người được như vậy Là chính tôi đầu quần nha nhưng mà chắc chắn cái người không được như vậy là không phải tu đạo quần ừ. à, Như vậy thì cái phương pháp nào để chúng ta tu tập mà chứng đắc đạo quả tu đạo quần Đó là gì? Vẫn thực hiện dùm sư 10 cái nhân sanh phước Bố thí, giữ giới, hành thiền, cung kính, phục vụ, nghe pháp, thuyết pháp Họ tùy hỷ, hồi hướng, sửa sang truy kiến cho đúng thực hiện dùm sư 10 cái nhân sanh phước với cái mục đích hướng đến sơ quả tu đạo quần tức là gì tôi bố thí cái mục đích mà tôi bố thí là để chứng đắc đạo quả tu đạo quần tôi giữ giới cái mục đích tôi giữ giới là để chứng đắc đạo quả tu đạo quên mỗi một lần tôi phát nguyện nguyện cái phước này đó thì tôi nguyện là cái phước này nó sẽ là nhân giúp cho tổ chứng đắc đạo quả tu đầu quần đây là phương pháp nha đây là phương pháp còn mấy cái kia trong bài kinh mà quý vị vừa mới nói đó đó là thành tựu chứ đâu phải phương pháp đó là thành tựu chứ không phải phương pháp nha rồi sẵn xin nói riêng về cái chuyện bố thí khó chứ không phải đơn giản gì vậy tại sao mà bố thí của một vị tôi đạo quần tôi gọi là thành tựu đó là vị đó sẵn sàng bố thí toàn bộ tài sản của mình cho đến khi vị đó khánh kiệt vị đó vẫn bố thí cho đến khi mà vị đó vì cái chuyện bố thí mà vị đó chết vị đó vẫn bố thí khi mà vị đó khánh kiệt tài sản toàn bộ tài sản vị đó bán hết toàn bộ vị đó cúng dường vị đó làm phước hết đi chăng nữa chỉ còn có một cái miếng cơm mà cầm hơi thôi đó mà chỉ cần là có một vị tỳ kheo đi ngang qua vị đó vẫn sẵn sàng mà đặt bát cúng dường quỳ xuống lại và thông báo là con rất hoan hỷ con đặt cái bát cúng dường cái phần thực phẩm này sau đó là con hết đồ ăn là con chết nhưng mà con vẫn hoan hỷ cái này thì xin thưa là chính bởi vì như vậy chúng ta mới gọi đó là thành tựu chứ nó không phải là phương pháp tu đó là thành tựu ừ. cho nên quý vị có đem bố thí toàn bộ tài sản của quý vị đi chăng nữa quý vị cũng không cũng chưa có được cái trạng thái tâm lý của một vị tu đạo quần vì nó sẵn sàng như vậy nhưng mà mình có làm thì cũng chỉ giống như là trong mèo vẽ hổ thôi bắt chước chứ còn thực tế là nó chưa đạt được cái cấp độ đó đâu